con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nói lời ruột gan về người ba quá cố. Những chia sẻ mới đây của con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, Hồng Loan khiến nhiều người xúc động. Dù nhiều tháng trôi qua, gia đình, khán giả của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vẫn chưa nguôi được sự ra đi của ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng. Mới đây, con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, Hồng Loan đã có những tâm sự khiến nhiều khán giả cay khóe mắt. Theo đó, cô chia sẻ hình ảnh đầy kỷ niệm chụp cùng người ba quá cố. Hồng Loan viết, ký ức ùa về. Ba hóa trị tại nơi đây và khi xuống sảnh bệnh viện, ba kêu bé Loan lại đây chụp hình với ba, lúc này ba còn khỏe lắm. Con nhớ ba. Ba ơi! Không chỉ Hồng Loan, nghệ sĩ Bình Tinh cũng để lại bình luận dưới hình ảnh này. Cô viết, lúc này có chị ba nhé. Có thể thấy, không chỉ Hồng Loan, Bình Tinh cũng dành những tình cảm đặc biệt cho cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Vì thế, sự ra đi của ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng là khoảng trống lớn, không gì có thể bù đắp. Chứng kiến những khoảnh khắc này, đông đảo netizen cũng để lại những lời động viên Hồng Loan, mong cô sống tốt và lưu giữ những hình ảnh đẹp của người ba quá cố. Thương bé Loan và chú. Chú muốn lưu lại ảnh kỷ niệm hai cha con, sau này cho bé Loan và các cháu ngoại, con rể, coi. Nhìn hai cha con cưng ghê. Cố lên nè Loan. Thương nhớ cậu Năm. Hồng Loan cố lên nha em, ba con sống mãi trong tim những người hâm mộ. Thấy thương chú quá. Dù bệnh nhưng vẫn tươi cười bên con gái. Chỉ có tình thương cha con mới được như vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.